Mới đây, một nông dân tại miền Tây đã bắt được con lươn vàng, con vật cực kỳ quý hiếm và độc đáo. Con lươn có màu vàng óng, rất bắt mắt. Rất đông người dân kéo đến nhà người nông dân nói trên để xem con lươn vàng lạ lùng này. Được biết, con lươn vàng dài 90cm, bề ngang chừng 11cm, nặng 1kg. Nhiều nông dân miền Tây trước đây cũng đã từng bắt giữ được những con lươn vàng quý hiếm. Tại nó nằm dưới nước. Nó nhỏ. Chủ nhà cho biết có thương lái định giá mua con lươn này là giá 50 triệu đồng. Xíu à? Ừ. Chú ăn đi. Ừ. Đi kiếm tiền kiếm chàng ta. Cái gì? Tưởng. Anh toàn cái đại dương thanh long hồ này cho anh đăng ký cái bự liền hả? Đăng ký mới. Sao? Bây giờ cái số điện thoại này em ghi 0932. Gấp. 822. Chút là to. Cái số này thì là số khác nha. Đâu nó khác hàng bánh khác. Khác lương chứ đâu nhóc. Nó tại hay gì cả. Thì nó là cái kiểu khác thì nó phải. Anh bắt được lâu chưa? Nay bắt một. Rồi. Anh cầm cảnh để vậy nè, anh đòi vậy. Đây đây chính xác. Cái khổ nó bằng thước cây. Thẳng ra. Nó trơn mà. Thử rồi đó. Wow. Chờ mình có tiền lương cho khuyết tật, tháng 300 nữa. Nói với tôi là chuyên nghiệp, là tôi ở đây là không ai bắt lương qua tôi, mà từ hồi đó thì chưa hết.